Tử vi tuổi Dần tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của tuổi Dần và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn dưới sự tư vấn của thầy Gia Cát. Quan tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dần. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Dần sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 12, tức ngày 5 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là giáp Thân, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và Bính Dần sinh năm 1986. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12 có nạp giáp là Mậu Thân, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 và Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày 3 tháng 12, tức ngày 15 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 12, tức ngày 27 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 12, tức ngày 8 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Dần. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 12, về phương diện sự nghiệp của người tuổi Dần khá trầm lặng. Trong khi bạn còn chần chừ, do dự thì người khác họ đã giành mất cơ hội. Chính điều này sẽ khiến bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Thời điểm cuối năm này, ai cũng đang cố gắng để hoàn thành xong công việc còn dang dở, chỉ mình bạn là bình thản. Bạn không tập trung cho công việc mà thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, lâu dần tích tụ thành nỗi lo vô hình khiến bạn sợ hãi sự thất bại. Thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân. Bạn không nên sợ hãi thất bại. Bởi thông qua những lần thất bại, bạn có thể học được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành bước đệm trong tương lai. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu, đạt được thành công,
khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, mặt tài lộc. Do công việc không được thuận lợi nên tình hình tài chính của bạn cũng không mấy khả quan. Những người làm ăn kinh doanh cũng không tốt hơn, sẽ chậm chân hơn so với đối thủ để lỡ nhiều cơ hội làm ăn. Thời điểm này, điều bạn cần làm là phá kén, phát huy khả năng, năng lực của bản thân thì mới có thể hy vọng tình hình tài chính được cải thiện. Đừng mãi đứng chờ vận may sẽ đến. Hơn nữa tháng này, chi nhiều hơn thu nên cần có một kế hoạch cụ thể, tránh việc chi tiêu quá đà. Bước sang tháng 12 âm lịch, chỉ cần các gia chủ tuổi Dần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. 3. Mặt tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Dần, tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, trong tháng sẽ có xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Trong tháng 12 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe tháng này của bạn cũng không quá khả quan do chịu tác động tiêu cực từ hung tinh thiên nguyệt. Công việc, tài lộc không được như ý khiến bản mệnh mệt mỏi, phiền muộn, thậm chí là tự trách móc bản thân. Nhưng bạn nên nhớ, sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ gặp những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Không lúc này thì lúc khác, quan trọng là bản thân không biết vươn lên để vượt qua những khó khăn. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Dần nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị lại cuộc đua chạy nước rút vào tháng cuối năm. Khuyên người tuổi Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vượt đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Tử vi từng tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Nhâm Dương Thủy gặp kỳ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Người tuổi Nhâm Dần tháng này có sức khỏe tốt hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi, cũng do bạn thường xuyên tập thể dục. Tuy nhiên, các bệnh nhẹ hay bệnh tuổi già sẽ gặp phải trong tháng, nhưng tác động không đáng kể. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Nhâm Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc của những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ hai, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Giáp Dương Mộc gặp kỷ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Bước sang tháng 12 âm lịch là tháng thích hợp nhất để quản lý đầu tư và quản lý tài chính, với điều kiện bạn phải lên kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Nếu đầu tư một cách mù quáng, không làm gì tốt sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 12 âm lịch, bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc và công danh, thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ ba, tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Bính Dương Hỏa gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng.
Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Bính Dần. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Những người tuổi Dần sinh năm 1986 sẽ khá may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực trọn đời và sớm kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nếu bạn đã gắn bó, một chuyến du lịch với bạn đời của bạn trong tháng này sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ của bạn và làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn. Trường hợp xấu, nếu bạn đã trên bờ vực ly hôn nhưng sẽ được hòa giải trong tháng này. Thứ tư, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Mậu Dung Thổ gặp Kỷ Âm Thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mậu Dần trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử phù hợp, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm, gia đình mình. Trong tháng này, những người sinh năm 1998 được dự đoán sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra trong tháng, tuổi Mậu Dần cũng sẽ gặp được quý nhân. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Dần. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định, công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Dần trong tháng 12 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.